là không phải mới đây là ăn được tuyệt vời luôn. Và đó là ngon. Đúng rồi. Cháu ruột đấy. Đúng rồi. Đây cháu ruột đây con bà chị hai. Hình như là anh mời chỗ bà này 4 chén rồi. Hơn nhiều đấy. Nói chuẩn thế. Bún nến đúng vào miệng đấy. Chấm vào miệng luôn. Bún nến mềm mà. Chào mọi nhà yêu nhá.